chào các bạn nha. Ở chỗ mình ở hiện giờ người dân treo cờ pháo hoa là chuẩn bị đón lễ các bạn. Lễ 18 tháng 5 là lễ 18 năm Bác các bạn. Mưa người ta vẫn làm nha các bạn. Đó các bạn. Cái cầu hoa đón lễ. Quá mưa rồi. Này là phần người ta làm từ thiện các bạn. Còn cái dân làm từ thiện mạnh lắm. Đúng rồi, nghe này nè con. Dạ. Không có thì sợ không ấy.
Chết mẹ rồi. Chết.